lấy ông phước của Chúa về. Vậy là năm nay được bội ơn Chúa được gấp đôi. Chụp ba nha, con nha. Đi đâu ạ? Con vô, vô trước mặt đi. Mỗi ngày đi về nữa không? Muốn đi phụ qua đâu? Mời em mẫu ăn cơm, mỗi đi về. Đấy, bò hả? Bò mà nướng, cục lớn đó nha. Chả cái nào đẹp đây. Tưởng đâu gà tây. Cái cục thịt nó bật. Đây gà nè. Đây là mắt và khai đồ. Mắt cái đồ đó. Gà nướng đâu kia? Không. Gà miếng sâu á. Nhưng mà có cái quán đồ ăn nhiều quá. Đúng rồi. Quá trời. Được không? Để mình quay cỡ nhiều quá. Này là gì? Bánh nè. Chim gà. Chim gà. Chim gà. Chim dạ, yeah, ok, bỏ đi anh kia, pick up. Ok, được, đây. Cái này là ăn phở gà, giờ mình ra kia mình lấy phở gà. Phở gà anh quá. Dạ. Yeah. Phở gà. Phở gà, phở gà. Đẹp trai quá ta. Say hello đi. Hello. Có Facebook không? Hello, hello, hello. Phở nha, phở gà. Rồi, sớm tới ai, đứa nào muốn sớm? Dạ, con cái cô. Cho con cái. Dạ, cảm ơn cô. Đó, cô nhà bếp trong nhà thờ này giỏi lắm nè. Rồi, rồi, cảm ơn cô. Ô, cho má con cái luôn. Cô biết Trang để sẵn cái bàn cho con lấy đi. Dạ, Trang để sẵn rồi nó tay như bây giờ người ta dạ, cho cho má. Chị. Ờ, đợi cô lấy trước đi. Rồi. Con muốn má con hả? Dạ, cho má, má. Rồi cảm ơn cô. Rồi đi hai cô. Hai người á.